Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu thôm sơn băng. Có một bạn cứ đến mỗi clip này đến clip khác lại comment yêu cầu làm về khẩu súng này. Mà các bạn yêu cầu các bạn like cũng khá là nhiều. Nên mình quyết định mình sẽ làm về cây này để tặng các bạn. Ok. Cây này thì thực sự mình mới cầm ấy, mình cảm giác nó rất là phế vật. Tại vì mình cầm AK với lại M4 thì đam nó rất là to. Mà chuyển qua cây này thì như kiểu là mỗi chít inox vậy. Rất khó bắn. Rồi, trận này mình sẽ đi nào. Vâng, có tiếng chân ở rào đây này. Nó ném bom vào. Mình sẽ lót tấm thảm băng. Đấy, cho nó đi vào. Úi dồi ôi. Này thì mắt nhìn đi đâu vậy? Double kill. Ngọt sớt không à? Bọn này nó bị ăn bom với lại ăn cái thảm băng nên nó gần chết hết rồi. Chúng ta chỉ việc lao ra và liếm thôi. Đơn giản. Vâng, có bạn này phát hiện ra mình và đang đứng nói chuyện cái gì đây. Mình chả biết. À, chào anh. Ok, chào bạn nha. Nếu mà bạn có xem clip của mình, úi dồi ôi, thì bạn đừng có trách mình là mình không comment. Double kill này. Penta kill. Ok, trận đầu tiên quét sạch team. Chất. Ok. Vâng, ngon phết đấy. Bắn nhanh thế, ok, phải nhanh chứ. Hồi đầu thì mình bắn không quen nên mình bắn lệch lạc lắm. Về sau thì mình bắn quen rồi, mình bắn ổn định hơn rất là nhiều. Gì ai? Úi dồi ôi, đẩy lên kìa, nó tương flash. Này thì flash với chúng tôi này. Rồi, à nó vào thùng đây rồi. Công việc còn lại là chỉ cần nhập thôi, sấy cũng ok. Mất khẩu này các bạn phải sấy thôi chứ nhấp không ăn thua đâu. Mình đã luyện tập sấy cũng rất là nhiều. Úi dồi ôi, đổi súng vãi xoài. Vâng, thiên nhiên chất chơi người rơi. Đục đi. Đó ở sau tường kìa. Úi dồi, thôi con đường rồi. Đối với đục AK thì các bạn không nên đục solo. Tại vì cây này nó đục không hơn đâu. Chỉ sấy là màu và nhiều đạn thôi. Hình như mình biết ngay mà. Mình tính nói là nó chuẩn bị đi lên. Vâng, chưa kịp nói hết câu thì nó đi lên rồi. Mình quyết định là phải lao ra luôn. Hôm nay thì mình đi với đi rank với bạn Mỹ Kim. Vâng, bạn ấy đấy, bạn ấy vừa cứu thêm một người kìa. Hay lắm. Vâng, bạn ấy thì bắn cũng rất là hay. Đi với cùng một người thì đừng có tính là đi team nhá. Còn các bạn không thích mình đi team thì mình sẽ đi lẻ thôi. Nhưng bạn ấy mình muốn dắt bạn ấy đi theo cho nó vui mà. Vâng, hai người không làm nên tất cả. Nó lại đi vào này. Này thì đi vào. À. Vâng, khó lắm. Chắc là ăn nguyên quả bom của mình rồi, mắc yếu luôn. Vâng, cứ đi vào đây cứ nhất thiết là phải tương bom trước để cho nó yếu. A đù, nó vào sai A rồi. Thôi xong rồi, không ai kề nha. Ôi, thôi xong rồi. Thôi té rồi. Úi dồi ôi, yếu máu thế này. Nó đi vào này. Rồi, một pha đi lên mắc lỗi của mình. Thực sự cái quả đấy mình không muốn đấu súng với nó, mình muốn đi. Thế đấy là nó lại bắn mình. Đen. Còn mình hơi bị khinh địt rồi. Ok, không sao. Thua một trận cũng không sao. Rồi gãy, úi dồi ôi, double kill, hay lắm. Không kịp rồi. Không kịp rồi, khó lắm. Kìa, còn bom nổ luôn. Hay. Không sao, mình sẽ cố gắng lật kèo. Ừ, mình đang dẫn trước mà. Trận đấy thực sự là mình ham kênh rào quá. Không sao, mình sẽ vào kênh rào và kênh A luôn. Nếu mà rào không có biến động gì thì mình sẽ vào A. Rồi, rào không có ấy. Mình sẽ vào A luôn. Vâng, nó bắn chết thằng ở A rồi. Một quả bom flash được tung lên. Ok, thấy mặt nó đi vào rồi. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Mạng mình nó lag anh em ạ, thực sự. Rồi. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Này thì móc, này thì móc lốp này. Rồi, một hai bé rồi.
Úi dồi, hết cả hồn. Bọn thằng kia đi vào mình cứ tưởng là cái thằng nào bên team Blacklist cơ. Nhà Hồ Sinh. Trận này khoai rồi. Anh em cố gắng thủ HL nhá. Ok, hay lắm Mỹ Kim. Đừng để chết nhá. Vâng, mình sẽ kênh rào, mình sợ nó móc rào thôi. Úi dồi, chết rồi. Cái gì vậy? Rồi. Khẩu thông sơn thì... Úi dồi ôi, bắn xa nó thực sự là một viên nó không thấm vào đâu được. Cái này phải sấy cơ. Nó rất là yếu anh em ạ. Không hiểu tại sao cái này lại yếu như thế. Chắc là nó fit đam của dòng TMP ý. À, của dòng SMG ấy. Mình sợ nó móc rào này. Nếu mà nó móc rào thì nó bắn xa mình bắn không lại đâu. Nó đã lùi về rồi. Mình nghĩ nó sẽ móc rào. Biết nó có đi vào A không? Tại vì mình chưa nghe được tiếng chân. Rồi xong rồi. Gãy rồi. Đậu xanh. Vâng, quả này nó chơi quả chất quá. Mình không kênh được. Mình bắn thực sự đam nó rất là yếu nên mình rất là ngủi lòng anh em ạ. Không thể chơi kiểu solo 1v1 mà đứng như thế được. Nó rất là yếu. Đi vào đây. À, nó đi vào kìa. Úi dồi ôi. Làm gì mà căng. Sấy thôi. Vâng, nó tương bom các kiểu. Rồi, bị bắn chết. Này thì bắn chết với chúng tôi này. Không biết được clear chưa. Mình sợ nó lên A luôn thôi. Tương quả flat lên. Úi dồi ôi, flat ngu rồi. Vâng, không sao. Chúng ta mang nhân vật God nên cái quả flat nó không choáng nhiều đâu. Đâu rồi? Không biết ba thằng kia nó sẽ đi hướng nào đây. Bị bắn chết à? Ở đâu ấy? Úi dồi ôi, thằng này nó qua tận nhà Blacklist luôn ạ. Đùa thật ý. Vâng, HL. Ok. HL này. Này thì đi vào với chúng tôi này. Ok, thằng HL chết rồi. Bây giờ còn thằng nào nữa? Vâng, trận này phải gánh team rồi. Không gánh không được. Ok, B. Đúng rồi, nó sẽ đẩy sang B. Rồi, bom đã gài ở B luôn. Vâng, mình nghe tiếng sniper. Sniper này, sniper hình như là ở mid hay sao ấy nhở? À đây rồi, móc sau lưng tao này. Móc sau lưng tao này. Double kill. Công việc còn lại là gỡ bom thôi. À hí hí. Vâng. Hay, ok. Thì rồi bạn Mỹ Kim tự dưng là bạn này nói ơ sao hay vậy. Tự nhiên bắn như thánh. Ok. Vâng, hòa trao ấy mà. Mấy trận đầu thì mình bắn gà lắm. Thực sự mình bắn rất là gà. Tại vì mình chưa quen với lại cái khẩu này. Bắn quen rồi thì nó sẽ khác. Úi dồi, thật sống gãy rồi. Cái đậu xanh. Mỗi lần bị khen ý. Vâng, ý rằng là sấp mặt. Đậu xanh. Không sao. Trận này fit mạng. Trận sau mình sẽ cố gắng bật kèo. Mình sẽ lấy phần thắng về cho đội. Định mệnh. Mỗi lần mình bị khen là hay thế lắm. Hay sấp mặt lắm. Chắc chắn 100% là mình sấp mặt. Rồi là sao bắn đàng hoàng tí. Trận đấy mình hổ báo mình lao lên. Nó ném khói mình không thấy được. Mình sấy bừa thôi. Mà thằng đấy nó khôn nhá. Nó ép vào tường để nó đi. Đâm ra nó không trúng. Cái lượng đạn mà mình xả vào nó không trúng một viên nào. Hay lắm. Vâng, còn một thôi.
Hello kìa. Ok. À chứ nhầm, rào. Nhầm. Mình thấy nó ở lấp ló ở cái cửa rào. Ok, lần này chúng mày cứ thích lên rào đi. Bố mày sợ mày quá cơ. Bom này, né đi. Né bằng mắt nhá. Đi vào. Đi vào này. Còn thằng nữa không? Nó bắn chết rất là nhiều người. Không biết là ở khu vực nào, chắc là nó đẩy B. Không biết A còn không nhỉ? Lấp ló này. Úi dồi ôi, đồng đội. Đậu xanh, đồng đội cứ hay thả thính thế nhở? Mình sợ nó mốc rào thôi. Đây bọn này đánh rất là dị. 15 mạng rồi. Bom hầm B. Bom hầm B thì chắc chắn là có hết ở A rồi, hoặc ở mid. Rồi quả đấy mình không chết là có thêm được mấy kill nữa là gần 20 kill rồi. À đây này. Úi dồi ôi, của tao. Trời ơi. Mỹ Kim ơi, sao lại bị ăn hết của mình thế? Trời ơi. Còn một thằng cuối. Đây rồi. Con lợn này. Bố mày biết ngay là núp ở nhà. Lên đi, lên đi. Thương bom mày. À nó đi móc mình, nó đi móc mình. Móc mình này. Úi trời ơi, khó lắm. Tiếng chân thì đi rầm rầm ý. Móc người ta làm sao được. Rồi chào, mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. À, bye bye các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.